Xin chào các bạn. Các tuyến đường biển chính là huyết mạch của thương mại quốc tế, bởi vì chúng giúp kết nối thế giới và thúc đẩy các nền kinh tế. Đồng thời, 90% thương mại toàn cầu được thực hiện thông qua đường thủy. Các tuyến đường biển dù là tự nhiên hay nhân tạo đều nhằm mục đích đạt được con đường ngắn nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất để vận chuyển hàng hóa. Trong đó có một số tuyến vận chuyển bận rộn và quan trọng hơn các tuyến đường khác, bởi vì chúng giúp kết nối các nền kinh tế lớn hoặc thậm chí là các châu lục. Vậy đâu là những tuyến đường biển chính của thế giới? Có tuyến đường nào đi qua Việt Nam hay không? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha! Eo biển Malacca. Eo biển Malacca là tuyến đường thủy nối biển Andaman và Biển Đông, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nó nằm giữa đảo Sumatra của Indonesia ở phía Tây và bán đảo Malay ở phía Đông. Eo biển này trải dài 930 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam theo dạng hình phễu, với chiều rộng 250 km ở phía Bắc và chỉ 38 km ở phía Nam. Phía Đông Nam của eo biển Malacca chính là eo biển Singapore. Eo biển này nằm ngang theo hướng Tây Đông, với chiều dài là 114 km và điểm hẹp nhất có chiều rộng chỉ là 16 km. Hai eo biển này giúp liên kết 5 nền kinh tế lớn của châu Á, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ, cũng như kết nối với các khu vực là Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Vào năm 2023, có khoảng 64.000 tàu đi qua đây, chiếm khoảng 1/4 thương mại hàng hải toàn cầu, biến nó trở thành một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Đây cũng là tuyến đường ngắn nhất giữa Vịnh Ba Tư và các nền kinh tế lớn của châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cả ba nước này đều thiếu dầu mỏ, vì vậy mà họ phải nhập rất nhiều vàng đen từ các nước Tây Á. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, có khoảng 61% sản lượng xăng dầu đi qua tuyến này, khiến cho nơi đây trở thành trạm kiểm soát thương mại dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Đặc biệt, có tới 80% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Quốc đi qua eo biển Malacca. Nếu như Mỹ phong tỏa tuyến đường này, thì mọi hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ đều bị đình trệ. Chính vì vậy mà nước này đang nỗ lực tìm kiếm những tuyến đường vận chuyển khác để thay thế. Đó là hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, nối thành phố Kashgar ở phía tây của tỉnh Tân Cương với cảng Wada bên bờ Ấn Độ Dương. Một lựa chọn khác là hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar, nối Thụy Lệ ở Vân Nam với thành phố cảng Chao Phiu cũng nằm bên bờ Ấn Độ Dương. Tuy nhiên thì cả Pakistan và Myanmar đều đang gặp bất ổn. Dự án khả thi nhất để thay thế eo biển Malacca là kênh đảo Kra, nối liền biển Andaman và Vịnh Thái Lan. Ngoài việc cắt giảm thời gian và chi phí vận chuyển qua eo biển Malacca, kênh đảo Kra còn cho phép nền kinh tế Trung Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào tuyến đường Malacca. Eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz dài 167 km và có chiều rộng từ 96 cho đến 39 km, với phía bắc là Iran, trong khi ở phía nam là bán đảo Musandam. Đây là một phần lãnh thổ của Oman và UAE. Eo biển Hormuz nối vịnh Oman với vịnh Ba Tư và là một điểm liên kết quan trọng giữa Trung Đông với các nước Trung Á, Nam Á và khu vực Caucasus, vì vậy mà nó còn được mệnh danh là ngã tư của thế giới. Từ lâu thì nơi đây đã là kênh vận chuyển dầu nhộn nhịp nhất thế giới, khi mà các thành viên của OPEC là Ả Rập Saudi, UAE, Kuwait, Iraq và Iran đều là các nước xuất khẩu dầu mỏ và phần lớn mặt hàng này đều phải đi qua eo biển Hormuz. Theo dữ liệu từ công ty phân tích Vortexa cho thấy, trong năm 2023, có khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới, tương đương với khoảng 20,5 triệu thùng dầu, phải đi qua eo biển này mỗi ngày. Cùng với đó thì Qatar là nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng hay LNG lớn nhất thế giới, với khoảng 80 triệu tấn, tương đương với 20% dòng LNG toàn cầu và gần như tất cả đều phải vận chuyển thông qua eo biển này. Theo công ty JP Morgan, nếu như eo biển Hormuz bị phong tỏa thì hoạt động buôn bán dầu mỏ trong khu vực sẽ bị tê liệt. Điều này sẽ đẩy giá dầu tăng vọt và có nguy cơ dẫn đến một cuộc khủng hoảng toàn diện. Thực tế thì trong lịch sử, eo biển này đã từng bị phong tỏa trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Cả hai bên đã tìm cách làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu dầu của nhau trong một cuộc chiến được gọi là chiến tranh tàu chở dầu. Cụ thể thì hơn 500 tàu chở dầu của nhiều bên đã bị đe dọa khi đi qua eo biển này. Tình hình nghiêm trọng đến mức NATO phải thành lập một hạm đội để hộ tống các tàu chở dầu đi qua đây. Hiện nay Iran là quốc gia có khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, chính vì vậy mà nước này có thể mặc cả rất sòng phẳng với phương Tây. Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp dụng các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất với ngành xuất khẩu dầu của Iran. Chính quyền Tehran sau đó đã lập tức đáp trả bằng cách đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz và tuyên bố sẵn sàng bắt bất kỳ con tàu chở dầu nào mang cờ ngoại quốc đi qua eo biển này.
Kênh đào Suez. Kênh đào Suez dài 193 km và thuộc quyền sở hữu của Ai Cập. Nó giúp kết nối giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ, cũng như giữa châu Âu và châu Á. Với tầm quan trọng như vậy, kênh đào này đã mang lại nguồn tiền khổng lồ cho Ai Cập. Cụ thể thì trong năm 2022, có tổng cộng 23.583 tàu đi qua tuyến đường quốc tế này, giúp cho Ai Cập có nguồn thu ổn định khoảng 8 tỷ đô la một năm. Theo các ước tính, thì khoảng 10% tổng lượng hàng hóa thương mại quốc tế và 80% lượng dầu thô tại các quốc gia thuộc khu vực Vịnh Ba Tư xuất sang châu Âu phải đi qua đây. Tuy nhiên thì tuyến đường này lại nằm gần những khu vực bất ổn, vì vậy mà nó rất dễ bị tác động bởi những sự kiện địa chính trị. Như vào ngày 19 tháng 11 năm 2023, cả thế giới đã phải bất ngờ khi lực lượng Houthi từ Yemen chiếm một tàu chở hàng Galaxy Leader. Houthi tấn công con tàu khi nó đang trên hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ấn Độ để đáp trả các hành động mà Israel đã gây ra tại Gaza. Sau đó, Houthi còn tấn công nhiều tàu đi qua eo biển Bab el Mandeb. Những cuộc tấn công này đã làm cho tình hình an ninh của Biển Đỏ trở nên đáng báo động, đồng thời thì nó cũng gây ra thiệt hại lớn cho giao thương đường biển và buộc các nền kinh tế hàng đầu thế giới phải xem xét lại các hệ thống cung ứng toàn cầu của họ. Các tàu chở hàng giữa châu Âu và châu Á cũng đang tính đến việc quay trở lại sử dụng mũi Hảo Vọng, một tuyến đường ít được sử dụng kể từ khi kênh đào Suez được mở cửa. Tuy nhiên thì việc sử dụng tuyến đường này sẽ làm tăng quãng đường vận chuyển lên khoảng 7.000 km, cũng như làm kéo dài thêm từ 10 cho đến 14 ngày thời gian di chuyển và cũng làm tiêu tốn thêm hàng triệu đô la nhiên liệu cùng các chi phí bảo hiểm khác. Điều này đã làm các chuyên gia liên tưởng đến vụ tàu Ever Given làm tắc nghẽn kênh đào Suez năm 2021. Theo ước tính thì vụ mắc kẹt này đã làm tổn hại tới 400 triệu đô la mỗi giờ và cứ mỗi ngày trôi qua thì vụ mắc kẹt sẽ làm gián đoạn một lượng hàng hóa có trị giá 9 tỷ đô la. Nếu như tình hình Biển Đỏ không được kiểm soát thì những thiệt hại mà Houthi gây ra có thể còn lớn hơn gấp nhiều lần vụ tắc nghẽn kênh đào Suez. Hai eo biển Dardanelles và Bosphorus. Hai eo biển Dardanelles và Bosphorus nằm trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, nối liền Biển Đen, Biển Marmara và Biển Aegean, một phần của Địa Trung Hải. Đây là cây cầu kết nối giữa các nước Biển Đen với thế giới. Đó là 6 quốc gia bao gồm Georgia, Nga, Ukraine, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Hai eo biển này cũng chia cắt giữa hai lục địa là châu Á và châu Âu. Trong đó thì eo biển Bosphorus đi qua chính giữa thành phố Istanbul, biến nơi đây trở thành một thành phố liên lục địa. Thành phố này được xây dựng vào năm 657 trước công nguyên với tên gọi ban đầu là Constantinopolis. Nó là thủ đô của đế quốc Đông La Mã cũng như đế quốc Ottoman. Hiện nay thì nó là thành phố đông dân nhất châu Âu với dân số vào cuối năm 2023 là 15.655.924 người, chiếm khoảng 18,3% dân số Thổ Nhĩ Kỳ. Istanbul chính là thành phố đông dân nhất của nước này cũng như là một trung tâm chính trị, thương mại, văn hóa quan trọng. Do đó mà Istanbul thường bị nhầm lẫn là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thủ đô thực tế của nước này là Ankara, nằm ở trung tâm đất nước. Thành phố này trở nên quan trọng như vậy là vì nó nằm giữa eo biển Bosphorus. Và năm 2022, đã có khoảng 35.146 tàu đi qua eo biển này, khiến nó trở thành tuyến đường biển được sử dụng nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau eo biển Malacca. Bên cạnh đó, những eo biển này còn có vị trí chiến lược quân sự nhờ vào Công ước Montreal năm 1936. Theo Công ước này, Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát nhất định đối với việc tàu chiến đi qua eo biển Dardanelles và Bosphorus. Cụ thể thì trong thời bình, tàu chiến có thể đi qua eo biển bằng cách thông báo ngoại giao trước, với giới hạn nhất định về trọng tải và vũ khí, cũng như tùy thuộc vào việc nó có quốc tịch Biển Đen hay không. Trong thời chiến, Thổ Nhĩ Kỳ có thể ngăn không cho các tàu của các bên tham chiến đi qua hai eo biển trên. Không chỉ vậy, nước này cũng đang xây dựng kênh đào Istanbul nhằm giảm tải cho hai eo biển Bosphorus và Dardanelles. Với chi phí ước tính 15 tỷ đô la, kênh đào Istanbul dài khoảng 45 km, rộng 150m và sâu 25m. Điều này sẽ cho phép các tàu chiến di chuyển giữa Địa Trung Hải và Biển Đen mà không cần quan tâm đến các điều khoản của Công ước Montreal. Các eo biển Đan Mạch. Một eo biển khác cũng rất quan trọng đối với Nga, đó chính là các eo biển Đan Mạch, nối liền biển Baltic với biển Bắc. Cụ thể thì có 3 eo biển, lần lượt từ Tây sang Đông là Little Belt, nằm ở giữa bán đảo Jutland và đảo Fumen, Great Belt, nằm ở giữa đảo Funen và đảo Zealand, và Øresund, nằm giữa đảo Zealand của Đan Mạch và tỉnh Scania của Thụy Điển. Các eo biển này được coi là tuyến đường biển quốc tế kể từ khi Công ước Copenhagen năm 1857. Cụ thể thì vào thời điểm đó, chi phí đi qua các eo biển chiếm đến gần 1/8 thu nhập của nhà nước Đan Mạch. Tuy nhiên thì nó cũng làm cho hoạt động của cảng Copenhagen trở nên kém hiệu quả và làm phần lòng các quốc gia châu Âu khác. Vì vậy mà vào năm 1857,
các quốc gia châu Âu đã trả cho Đan Mạch 33,5 triệu Riksdaler, với Anh và Nga mỗi nước trả 1/3. Đổi lại thì các quốc gia đi qua các eo biển Đan Mạch sẽ không cần phải trả phí nữa. Ngoài ba eo biển Đan Mạch, hiện nay còn có hai kênh đào để đi từ biển Baltic ra biển Bắc mà không cần phải đi qua các eo biển Đan Mạch. Đó là kênh đào Gota theo tiếng Thụy Điển. Nó có chiều dài 190 km với chiều rộng thay đổi từ khoảng 7 cho đến 14 m và độ sâu tối đa là khoảng 3 m. Do đó, kênh đào này không phù hợp với các tàu có trọng tải lớn. Tuyến đường thứ hai là kênh đào Kiel dài 98 km nằm ở bang Schleswig-Holstein nằm ở phía bắc nước Đức. Tàu thuyền sẽ tiết kiệm được khoảng 460 km khi sử dụng kênh Kiel thay vì đi vòng quanh bán đảo Jutland. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tránh được các vùng biển có bão. Kênh Kiel chính là một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất trên thế giới, với trung bình 32.000 tàu hàng năm và khoảng 100 triệu tấn hàng hóa. Các eo biển Đan Mạch có vai trò rất quan trọng đối với các nước vùng biển Baltic, cụ thể là 9 quốc gia, bao gồm Phần Lan, Nga, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển. Trong số này thì 5 nước là Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan chỉ có duy nhất lối ra đại dương ở vùng biển Baltic. Ngoài ra thì khu vực này cũng rất quan trọng đối với Nga, không chỉ về quân sự mà còn cả về kinh tế. Đó là do ở đây có thành phố Saint Petersburg, với bến cảng có thể xử lý khoảng 60 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, và vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi mà hạm đội Baltic của Nga đặt căn cứ chính. Eo biển Manser. Phần lớn các tàu thuyền đi qua các eo biển Đan Mạch sẽ đi tiếp về phía Tây, đi qua eo biển Manser để tới với Đại Tây Dương. Eo biển này nằm giữa Anh và Pháp và là tuyến đường kết nối biển Baltic và biển Bắc với biển Celtic, một phần của Đại Tây Dương. Eo biển này dài khoảng 560 km và có chiều rộng 240 km ở nơi rộng nhất và 34 km ở nơi hẹp nhất là eo biển Dover, với tổng diện tích khoảng 75.000 km². Ngoài các quốc gia ở biển Baltic phải đi qua các eo biển Đan Mạch hay là kênh đào Kiel, thì các quốc gia ở biển Bắc cũng phải sử dụng eo biển Manser để tiến ra đại dương. Ở đây có các hải cảng lớn như là Oslo của Na Uy, Hamburg của Đức, Rotterdam của Hà Lan, Antwerp của Bỉ, London của Anh hay Le Havre của Pháp. Hầu hết các tàu thuyền giữa Đại Tây Dương, biển Bắc và biển Baltic đều đi qua eo biển Manser thay vì tuyến đường đi vòng qua phía Bắc Scotland, vừa dài hơn cũng vừa nguy hiểm hơn. Quãng đường đi từ Copenhagen tới eo biển Gibraltar theo tuyến đường Scotland sẽ dài tới 4.300 km, trong khi sử dụng kênh đào Kiel và biển Manser thì tuyến đường lại được rút ngắn tới 1.000 km, chỉ còn 3.300 km. Không chỉ vậy, việc vận chuyển giữa hai bờ eo biển cũng rất tấp nập, khi có khoảng từ 400 cho đến 500 tàu đi qua đây hàng ngày, vận chuyển 1/3 hàng hóa từ Anh đến EU và 1/4 hàng hóa từ EU được đưa vào Vương quốc Anh. Ngoài ra, còn có hơn 60 chuyến phà đi qua eo biển hàng ngày, cũng như các tàu ngư dân và tàu tư nhân vào dịp cuối tuần vào mỗi mùa hè. Eo biển Manser cũng là nhân tố then chốt đưa Anh trở thành siêu cường hải quân. Nó là một con hào phòng thủ tự nhiên để ngăn chặn các nỗ lực xâm lược, ví dụ như trong chiến tranh Napoleon và chiến tranh thế giới thứ hai. Napoleon thậm chí còn lên ý tưởng xây dựng một tuyến đường hầm đi qua eo biển Manser để tấn công Vương quốc Anh vào năm 1802. Phải 200 năm sau, ý tưởng của Napoleon mới có thể trở thành sự thật. Đường hầm eo biển Manser là đường hầm dưới biển dài thứ hai thế giới, với chiều dài 50,5 km, bao gồm 3,3 km dưới đất bên phía Pháp, 9,3 km ngầm bên phía Anh và 37,9 km ngầm dưới biển. Đường hầm này bao gồm hai hầm đường sắt và một đường hầm dịch vụ. Nó được hoàn thành vào năm 1994, sau 6 năm nỗ lực xây dựng với sự hợp tác giữa hai quốc gia là Anh và Pháp. Không chỉ nắm giữ một phần eo biển Manser, người Anh còn quản lý một eo biển vô cùng quan trọng khác, đó chính là eo biển Gibraltar. Đây là eo biển kết nối giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, đồng thời cũng là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất, với khoảng 300 tàu đi qua đây mỗi ngày, tức là hơn 100.000 tàu đi qua đây mỗi năm. Eo biển Gibraltar cũng ngăn cách châu Âu với châu Phi, tại điểm hẹp nhất thì hai châu lục này chỉ cách nhau 13 km, giữa Point Marusi của Tây Ban Nha và Point Sires của Maroc. Một chuyến phà kết nối giữa hai lục địa này sẽ mất khoảng thời gian từ 30 cho đến 40 phút. Ngoài Tây Ban Nha và Maroc, ở đây cũng có một vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, đó chính là Gibraltar. Năm 1704, lực lượng Anh Hà Lan đã chiếm Gibraltar từ Tây Ban Nha trong chiến tranh kế vị Tây Ban Nha và sau đó được nhượng lại vĩnh viễn cho Vương quốc Anh theo Hiệp ước Utrecht năm 1713. Nhưng sau đó thì người Tây Ban Nha đã hai lần tấn công để giành lại quyền kiểm soát Gibraltar,
lần đầu tiên vào năm 1727 và lần thứ hai kéo dài từ năm 1779 đến năm 1783. Tuy nhiên thì cả hai lần họ đều phải nhận về thất bại. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng có các lãnh thổ trên bờ biển Maroc. Một trong số đó là thành phố Ceuta nằm ở eo biển Gibraltar. Nó đã là một phần lãnh thổ của Tây Ban Nha kể từ năm 1668. Có thể thấy, việc nắm giữ eo biển Gibraltar là cực kỳ quan trọng khi nó là lối ra vào Địa Trung Hải, đặc biệt là đối với Anh, bởi vì nước này không có đường bờ biển ở Địa Trung Hải. Vì vậy mà Vương quốc Anh cần phải nắm được vị trí chiến lược ở Gibraltar để bảo vệ tuyến đường thương mại tới kênh đào Suez một cách an toàn nhất. Bên cạnh đó, các quốc gia Địa Trung Hải cũng rất quan tâm tới eo biển chiến lược này. Bởi vì trái với kênh đào Suez, eo biển Gibraltar là một tuyến đường quốc tế, thế nên đi qua đây sẽ không cần phải trả phí. Ngoài tuyến đường thủy này, từng có ý tưởng xây dựng một cây cầu đi qua eo biển Gibraltar, nối liền châu Âu với châu Phi. Tuy nhiên thì khu vực này biển động mạnh với dòng nước xoáy và chảy xiết. Hơn nữa, do số lượng tàu bè chạy ngang hành lang Gibraltar quá nhiều, nên ý định xây cầu đã bị gạt bỏ. Còn về việc xây dựng đường hầm cũng cực kỳ khó khăn. Kỹ sư xây dựng người Thụy Sĩ là Giovanni Lombardi, người được chỉ định thiết kế đường hầm cho biết, đây là một thách thức chưa từng thấy trong ngành xây dựng. Nếu đem so sánh thì đường hầm dưới eo biển Măng Sơ chỉ là một trò chơi trẻ con. Đường biển Saint Lawrence. Đường biển Saint Lawrence là một hệ thống âu thuyền, kênh đào và kênh nước ở Canada và Mỹ. Hệ thống này cho phép các tàu di chuyển từ Đại Tây Dương đến Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ. Cụ thể thì tàu thuyền sẽ đi từ Đại Tây Dương vào vịnh Saint Lawrence tới Montreal, sau đó đi xuôi theo dòng sông Saint Lawrence tới hồ Ontario. Từ đây thì hàng hóa có thể đi tới hồ Erie, hồ Huron, hồ Michigan và hồ Superior. Tức là hàng hóa sẽ tới 8 tiểu bang của Mỹ là Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania và New York, cùng với hai tỉnh của Canada là Ontario và Quebec. Tuyến đường biển Saint Lawrence được xây dựng vào năm 1954 và được hoàn thành vào năm 1959, với tổng giá trị công trình là 470 triệu đô la Canada, tương ứng với 680 triệu đô la Mỹ. Trong đó thì chính phủ Canada chỉ trả 486,5 triệu đô la, tức là hơn 70% tổng giá trị công trình. Nó có chiều dài khoảng 600 km với tổng cộng là 15 âu tàu. Tàu thuyền đi qua đây có kích thước tối đa là 225,6 m, rộng 23,8 m và độ sâu mớ nước là 8,1 m. Có khoảng từ 40 cho đến 50 triệu tấn hàng hóa đi qua đây mỗi năm, bao gồm cả quặng sắt, quặng mỏ, ngũ cốc, vân vân. Khoảng 50% lượng hàng hóa này được vận chuyển đến và đi từ các cảng quốc tế ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Ngoài việc giảm thời gian và chi phí, tuyến đường biển này còn giúp việc vận chuyển giữa các cảng của Mỹ và Canada trở nên an toàn hơn nhiều, từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại và du lịch giữa hai nước. Từ năm 1997, tàu du lịch quốc tế đã được phép di chuyển vào tuyến đường biển Saint Lawrence, với tàu đầu tiên là Hapag-Lloyd Christopher Columbus chở 400 hành khách đến Duluth, Minnesota. Kể từ đó thì số lượng hành khách đi tàu biển hàng năm đã tăng lên 14.000 lượt. Mỗi năm có đến hơn 2.000 tàu thuyền du lịch, loại hơn 6 mét và 1 tấn di chuyển trên tuyến đường biển này. Tuy nhiên thì hiện nay, những thay đổi về nông nghiệp toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến đường biển Saint Lawrence. Châu Âu không còn là nhà nhập khẩu ngũ cốc lớn nữa, mà thay vào đó là Mỹ xuất khẩu nông sản sang Nam Mỹ, Châu Á và Châu Phi. Vì vậy mà vai trò của các cảng ở vịnh Mexico và bờ Tây tăng lên. Ngược lại thì vai trò của tuyến đường biển Saint Lawrence đã đi xuống trong thời gian qua. Kênh đảo Panama. Kênh đảo Panama là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất và quan trọng nhất trên thế giới. Với chiều dài 82 km, nó kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ. Trong quá khứ, để vận chuyển hàng hóa từ New York đến San Francisco, tàu thuyền phải vượt qua quãng đường dài hơn 22.500 km, tới với vùng biển đầy bão ở eo biển Drake và Mũi Sừng ở điểm cực nam của Nam Mỹ. Vào năm 1881, được khích lệ nhờ sự thành công trong việc xây dựng kênh đào Suez, Tử tước Ferdinand de Lesseps đã bắt đầu xây dựng một kênh đào tại Panama với số vốn ban đầu là 60 triệu đô la từ chính phủ Pháp. Tuy nhiên thì khí hậu nóng ẩm mưa nhiều ở Panama khác hẳn với tiết trời luôn khô ráo ở Ai Cập, và thế là những căn bệnh nhiệt đới bắt đầu tấn công những người công nhân. Tới cuối năm 1888, công ty của tử tước de Lesseps lâm vào cảnh phá sản bởi vì kinh phí đã đội lên tới 287 triệu đô la. Sau đó người Mỹ quyết định vào cuộc, sau khi nhìn thấy tầm quan trọng chiến lược của kênh đào Panama giúp vận chuyển bằng đường biển giữa hai bờ của xứ Cờ Hoa. Vào năm 1903, Mỹ đã hỗ trợ Panama ly khai khỏi Colombia.
chỉ hơn 3 tháng sau, xứ Cờ Hoa đã giành được quyền kiểm soát khu vực xung quanh kênh đảo Panama. Mãi tới 10 năm sau, tức là năm 1914, Mỹ mới hoàn thiện kênh đảo Panama. Từ đây thì bờ đông và bờ tây của quốc gia này đã được kết nối với nhau một cách dễ dàng. Kể từ khi được hoàn thành vào năm 1914, kênh đảo Panama đã rút ngắn tuyến đường xuống hơn một nửa, chỉ còn 9.500 km. Kênh đảo này có tổng cộng 17 âu tàu, cùng với hai hồ nhân tạo để cung cấp nước cho các âu tàu. Kênh đảo Panama cho phép giao thương hàng hải giữa châu Á và châu Mỹ, đặc biệt là với các cảng ở bờ biển phía đông của xứ Cờ Hoa. Có khoảng 12.000 cho đến 15.000 tàu đi qua kênh đảo Panama hàng năm. Vào năm 2022 thì con số này là 12.245 tàu. Cũng trong năm này, có khoảng 260 triệu tấn hàng hóa, bao gồm than, khoáng sản, kim loại, ngũ cốc, dầu thô, nhiên liệu và hóa chất đã đi qua kênh đảo Panama. Tuy nhiên thì với tình trạng hạn hán kéo dài, nên hiện nay kênh đảo này vẫn đang phải cắt giảm số lượng tàu đi qua đây hàng ngày. Tuyến đường xuyên Thái Bình Dương. Đoàn thuyền đầu tiên đi xuyên qua Thái Bình Dương chính là đoàn tàu thuyền của Magellan. Họ đã đi trọn vẹn một vòng quanh địa cầu trong vòng 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522. Sau đó thì người Tây Ban Nha đã thiết lập một tuyến đường thương mại giữa Acapulco, hải cảng ở phía tây Mexico, và Manila, thành phố ở phía bắc quần đảo Philippines. Kéo dài hơn 2 thế kỷ, tuyến đường này đã đưa hàng hóa từ châu Âu, châu Phi và châu Mỹ qua Thái Bình Dương đến Đông Nam Á và ngược lại. Bạc được khai thác ở Mexico và Peru được đổi lấy lụa Trung Quốc, đá quý Ấn Độ, gia vị từ Maluku. Trong khi đó thì rượu vang và ô liu trồng từ châu Âu và Bắc Phi được vận chuyển qua Mexico để đến Manila. Tới năm 1898, chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha nổ ra. Kết quả là xứ Cờ Hoa đã giành được chiến thắng quan trọng, giành lấy Puerto Rico, đảo Guam và Philippines. Với việc kênh đảo Panama được hoàn thành vào năm 1914, việc kết nối giữa hai bờ nước Mỹ trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Xứ Cờ Hoa đã vươn mình trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và tuyến đường biển xuyên Thái Bình Dương cũng trở nên ngày càng nhộn nhịp hơn. Ở phía bên kia đại dương, nền kinh tế của Nhật Bản cũng vươn lên vị trí thứ hai thế giới vào năm 1968. Cũng trong thời gian này, Hàn Quốc đã thay đổi nhanh chóng và trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất châu Á. Tới thập niên 1980, Trung Quốc bắt đầu mở cửa và sau 30 năm, nước này đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới vào năm 2010. Với sự phát triển của các quốc gia bên bờ Thái Bình Dương, thì các hải cảng cũng hoạt động cực kỳ sôi nổi. Trong đó, cảng lớn nhất ở bờ Tây Bắc Mỹ là Vancouver của Canada, với 145 triệu tấn hàng hóa thông qua vào năm 2020. Trong khi đó, hai cảng lớn nhất ở bờ Tây nước Mỹ là Long Beach và Los Angeles, đều thuộc tiểu bang California, đã xử lý số hàng hóa lên tới hơn 138 triệu tấn vào năm 2020. Ở phía bên kia đại dương cũng có các hải cảng hàng đầu thế giới, như là Tokyo của Nhật Bản, Busan của Hàn Quốc, Thượng Hải của Trung Quốc hay Sydney của Australia. Hiện nay thì phần lớn hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cũng đi theo tuyến đường xuyên Thái Bình Dương. Và trên đây là 10 tuyến đường biển chính của thế giới. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.